Rồi chào bà con nha, hôm nay thì bà con trường K700 nè, đẹp cực kỳ luôn, K700 ga 85. Đây là xin giữa cốt bọng, xúc bọng là cái này đây. Trường đẹp bà con, quá đẹp luôn nè, xinh dờn luôn, đốc ác là chưa xài luôn con, quá trời ốc nè, đẹp cực kỳ luôn, bánh bọng là cũng khá đẹp luôn, đầu máy đẹp luôn, ga 85 là 8 ngựa rưỡi nha bà con, 2540 vòng trên phút, 8 ngựa rưỡi, dung tích xin lên là 508 cm khối, quá đẹp bà con ơi, chờ muốn thối luôn, con này khá đẹp bà con. Quá đẹp bà con ơi. Đây cầm tay si còn mới chát thì nó ít xài nè con. K700 lưỡi bọng còn đẹp thế nè, quá cho lưỡi bự luôn, tóc ác còn đẹp chỉ nè, chứng tỏ con ít xài, bánh chớn là như chưa sập bay màu luôn, là con ít xài nè bà con, bánh chớn chưa bay màu luôn. K700 ga 85 nha. Alo. À để em coi anh. Tin nhắn phải không? Tin nhắn phải không? À qua rồi anh. Qua rồi anh. Rồi. Đây K700. Bánh bọng còn đẹp bà con, 612 luôn. 612 luôn, đẹp cực kỳ luôn. Con này ít xài bà con ơi, tay si tay số còn giữ ít xài nè. Muốn hối vô luôn nè. Quá đẹp. Máy coi nè. Cam còn mới chát rồi con ơi, lóc lát chưa chạy mới nước sơn luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. K700 ga 85. Cốt bọng rồi con. Mới còn mới nè. Quá mới luôn. Đẹp cực kỳ. Con này bà con về trang chế trục là ok luôn. Ốc ác nó mới nè. Mới luôn. Quá mới. Bô còn trắng ít xài bà con. Bô này ít xài nữa, còn trắng ít xài nè. Ốc ác nè. Về chứ có rửa lên đẹp bà con ơi. Ốc còn bảy màu luôn. Như cỡ nào ít xài. Quá đẹp. Xi còn nguyên luôn. K700 ga 85 thì xin giữa. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Alo. Dạ. Đúng rồi anh. Máy nào anh? Máy dầu máy ngựa. Trăm anh. Cỡ dưới 100. Dạ. Cái đầu bò không nha. Đây là cái đầu bò với đầu khoan xịn không á. Không chụp không lắp á. Không lắp không có luôn anh. Cái bơm. Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi. Đẹp mà con ơi. Rồi bà con là có nhu cầu alo nè, 088 635 6707.